sổ đồng là loài cá sống ở vùng nước ngọt hoặc nước lợ. Nó được đặt ở vị trí đầu bảng về hương vị và giá trị dinh dưỡng mà dân gian vẫn truyền nhau rằng nhất rô, nhì chê, tam trạch. Chúng có thịt béo, thơm, dài, ngon, có giá trị thương phẩm cao. Kích thước cực đại của chúng có thể lên tới 2,5 cm. Cá rô có màu xanh từ xám đến nhạt. Phần bụng có màu sáng hơn phần lưng, với một chấm màu thẫm ở đuôi và chấm khác ở sau mang. Các gờ của vảy và vây có màu sáng. Cá rô thường sinh sống được ở các loại hình mặt nước, ruộng lúa, ao, mương, rãnh, hào, đầm, sông rạch. Địa hình và khí hậu ở nước ta rất phù hợp cho loại cá này sinh trưởng và phát triển. Chúng được biết đến với khả năng di cư từ ao hồ này sang ao hồ khác bằng cách vượt cạn, nhất là trong mùa mưa và thông thường diễn ra trong đêm. Cá rô thì tên của nó có nhiều tên lắm. Nhiều tên, thí dụ như là quyết ngư này, kế ngư này, thạch quế ngư này. Cái con cá này nó đặc biệt, tức là nó sống ở dưới ao và nước hoặc là các cái ruộng lúa, tức là nước nó tĩnh chứ nó không chảy động như là ở sông suối. Và hai là nó sống ở thấp, tức là nó ăn các cái bùn rêu. Cái con cá này nó là rất gần gũi với người nông dân, với những gia đình nghèo. Người ta đi làm đồng, sau đó người ta bắt được con cá về cho người nấu canh hoặc là xào nấu cho gia đình ăn, thì là nó đỡ tốn tiền. Cá rô là loại cá được gắn liền với người dân Việt Nam. Trong kho tàng ca dao, tục ngữ, cá rô và cá bống là hai loài cá được nhắc đến nhiều nhất. Cá rô ăn móng trong bùn, biết đâu nhân hậu chỉ dùm cho em. Một số địa phương tại Việt Nam còn được nổi tiếng nhờ cá rô. Cá rô đầm xét, cá chép mầm đại. Cá rô bầu nón, kho với nước tương Nam Đàn, gạo tháng 10, cơm mới, đánh tràn không biết no. Về mặt dinh dưỡng, cá rô là loại cá có giá trị dinh dưỡng cao. Trong 100 gram thịt cá rô có chứa 74,2 gram nước, protein là 19,1 gram, lipid 5,5 gram, cho 1,2 gram, các chất khoáng vi lượng như canxi 16,4 mg, phosphor 151,2 mg, sắt 0,25 mg, vitamin B1 hay còn gọi là thiamin 0,01 mg, B2 hay còn gọi là riboflavin 0,1 mg, acid nicotinic 1,9 mg. Tính ra nó cung cấp 126 kilocalo. Cá rô là một nguồn dinh dưỡng rất tốt, thịt cá rô thơm, bùi, ngọt. Những món ăn được chế biến từ cá rô luôn để lại cho người dùng một ấn tượng khó quên. Con cá này nếu mà nói về mặt dinh dưỡng thì nó có mấy cái ưu điểm như này. Tức là thành phần của nó là có 50% là đạm. Thế nó rất ít mỡ và nó không có cái thành phần đường. Nhưng mà nó lại có rất giàu các cái thành phần khác. Thí dụ như là các loại muối như canxi này, phốt pho này, ở trong xương của cá đấy thì rất giàu. Cái thứ hai tức là nó có các cái thành phần vi lượng như là magie này, như là sắt này, như là nhôm, đồng, chì, kẽm. Nó có hết bởi vì nó ăn ở dưới dòng rêu bùn mà. Thế cho nên là nó tương đối là phong phú về mặt vi lượng. Cái lượng đạm của nó có một cái hay là đạm nó rất dễ tiêu. Và người ta chưa thấy ai ăn con cá rô mà lại bị dị ứng đối với cá bao giờ cả. Thì đấy là một cái ưu điểm mà người nông dân người ta rất thích và đa số người rất thích. Các món từ cá rô có tác dụng bổ dưỡng khí huyết, mạnh gân cốt, ích tỳ vị, nhuận trường, an thần, rất tốt cho người suy nhược cơ thể,
ăn uống kém, mất ngủ, suy nhược thần kinh, gân cốt yếu mỏi. Sự thực ra đây nó là cái giống cá mà nó các cụ bảo rằng là nó lành. Lành có nghĩa là nó không gây các cái phản ứng gì. Thế thì ai ăn được, trẻ con ăn được, người lớn ăn được, người già ăn được. Và giá trị dinh dưỡng của nó tương đối cao, tức là nó tới 50% là đạm ở trong con cá. Cá rô tuy nhỏ nhưng lại có nhiều xương, xương cá rô cứng. Nhiều người vì lý do này nên ngại ăn cá rô vì sợ hóc và ngại gỡ xương. Tuy nhiên, đây là nhược điểm nhưng lại chính là ưu điểm của cá rô. Xương của nó cứng nên chứa nhiều thành phần dinh dưỡng tương xứng và tốt cho hệ xương khớp của con người. Quan trọng là chúng ta phải biết cách chế biến để khắc phục nhược điểm của cá rô mà vẫn giữ được cảm giác ngon miệng. Thông thường thì cá rô phù hợp với các món rán, giòn, ăn cả xương. Cá rô kho tộ, kho dừ, ăn cả xương. Ngoài ra, chúng ta có thể luộc cá, lọc lấy thịt, giã xương, nấu canh ăn cũng rất ngon. Thế nói về làm thuốc ấy, thì nó không đặc trị một cái gì tất cả. Nhưng mà vì giá trị dinh dưỡng của nó như trên chúng tôi đã trình bày là có đạm này, thế lượng mỡ rất nhỏ, chứ là không sợ béo quá, phải không ạ? Cái thứ hai tức là nó có cái chất vi lượng và có canxi, có muối, thế thì rất tốt cho cơ thể chúng mình rồi còn gì. Ôi, thì cấu tạo của cá rô là cái vây này, thế rồi cái xương của nó là cấu tạo bằng canxi và phốt pho. Thế canxi và phốt pho thì rõ ràng là cấu tạo của xương người cũng là canxi và phốt pho, cho nên là khi mà chúng ta ninh dừ lên, rán nó giòn lên, ăn được cả thì cung cấp một cái lượng muối khoáng rất là tuyệt vời cho cơ thể chứ. Cá rô có thể chế biến thành rất nhiều món với nhiều dạng khác nhau, từ cá rô nấu canh đến món nướng, món rán, kho đều rất ngon. Canh cá rô là món ăn nổi tiếng đã được thực khách ghi nhận và đi liền với vùng quê Thái Bình. Món ăn này rất ngon, lại bổ dưỡng khí huyết, lợi ích cho tỳ vị. Để nấu được bát canh bánh đa cá rô, cần có rau cải xanh, cá rô, một chút gừng và bánh đa. Những nguyên liệu dân dã này quyện một vị ngon ngọt của cá, vị thơm của cải xanh, cay cay của gừng, thanh mát của bánh đa, thích hợp ăn ở mọi thời điểm, nhưng đặc biệt mùa hè ăn rất mát, không bị ngán bởi dầu mỡ như các món canh khác. Nó là một trong 50 đặc sản nổi tiếng của Việt Nam, lan ra các tỉnh ở miền Bắc. Sự cầu kỳ trong cách chế biến đã tạo nên sự hấp dẫn của món ăn. Một bát canh bánh đa ngon là sự kết hợp hài hòa giữa màu sắc và hương vị. Màu trắng trong của sợi bánh đa trắng, ngọt liệm đậm đà từ nước dùng, thanh mát từ lá rau cải canh. Nổi bật là màu vàng ươm của thịt cá được chiên vàng. Tùy vào sở thích của thực khách, canh cá rô có thể là canh miến cá rô, canh bún cá rô đều rất ngon. Cái trước hết là ta phải đi chọn cá. Cá là trước khi mình đã đi chọn thì mình phải chọn cá con dày mình, con tươi. Con tươi mà cá to, con dày mình thì mình về mình làm nó mới đạt hiệu quả được, món ăn nó mới ngon hơn. Mới ngon. Còn nếu mà chọn cá nhỏ mà nó mỏng mình thì nó không có thịt, mà ăn thịt nó cũng không ngon. Trước khi mình đã làm xong rồi, mình lấy cá bánh vẩy về mình rửa luộc sạch sẽ, xóc muối rửa sạch sẽ để cho ráo nước, mà mình đun một xô nước sôi to. Thế là bắt đầu mình sôi nước là mình thả vào. Mình thả vào tầm 5 phút mình bê ra. Bê ra độ 2 phút rồi bắt đầu mình trao ra một chậu nước ngoại. Mình để tầm cũng 5 phút là bắt đầu, trước khi mình gỡ là mình chuẩn bị một bát nước để nhúng tay.
và những đồ để cá, để cái chảo để mình chiên cá đấy, mình xếp vào đấy xong đủ lượng mình lót lá thơm, gừng, hành, mắm, mì chính, gia vị đầy đủ, xong nó bắt đầu mình cho dầu ăn vào với mỡ màu, mỡ hạt điều vào, mình bác trên bếp, bếp lò than một mức độ than bình thường, vừa vừa lửa chứ không to không nhỏ. Thế mình chiên tầm 1.5 tiếng một chảo, mình bắt ra mình chắt mỡ ra để là đến hôm sau là mình cứ hết rồi mình bán là miếng nào nó ra miếng đấy nó ngon. Bên cạnh món canh cá rô thì xôi cá rô cũng được rất nhiều thực khách ưa thích và lựa chọn. Trước đây, món ăn này phổ biến ở các tỉnh Nam Bộ. Ngày nay, do hương vị đặc trưng và vị ngon đậm đà nên nó đã lan sang cả các tỉnh miền Bắc. Nguyên liệu của món ăn này gồm có gạo nếp, cá rô. Ngoài ra, còn có các gia vị đi kèm như hành khô, dầu ăn, muối, mì chính, hạt tiêu. Xôi cá rô thì có hai bước rất quan trọng. Cái thứ nhất là chọn nếp cái hoa vàng. Cái thứ hai là chọn cá rô ngon. Đó. Chọn gạo nếp cái hoa vàng. Này. Gạo nếp thì mình sẽ ngâm khoảng 2 tiếng trong nước lạnh, nước nguội. Còn cá rô thì mình về sẽ sơ chế và đánh vẩy này, cho xong là cho đun nước lên, xong là cho cá vào luộc. Luộc cá xong là mình sẽ, cá chín thì mình gỡ ra, vớt cá và gỡ ra. Đấy, xong là sẽ cho lên chảo, cho dầu vào này, cho dầu vào mình sẽ phi cá thơm lên. Thì bao giờ mà cá nó hanh vàng ấy mình đảo lên cho cá nó tơi ra và vàng hanh vàng lên thì lúc đấy là cá đã được. Có vị thì có vị thơm ngon dẻo của cơm nếp, của xôi, mấy vị đậm đà và thơm của cá rô đồng. Và hai cái này mà kết hợp vào ăn thì nói chung là tuyệt. Nhiều người thường nhầm lẫn giữa cá rô và cá rô phi. Trên thực tế, hai loại cá này khác hẳn nhau và rất dễ phân biệt. Cá rô thường bé hơn cá rô phi, màu vàng đồng, cá rô phi to, màu trắng. Thịt cá rô ăn thơm ngọt và thơm hơn thịt cá rô phi. Trong cá rô thì có nhiều loại, dễ nhận biết nhất là cá rô đồng và cá rô nuôi. Cá rô đồng tùy vào mùa, mùa mưa thường dễ bắt và cá lên bờ nhiều hơn. Cá rô đồng nhỏ và vàng hơn cá rô nuôi, thịt cũng thơm hơn. Ngày nay, cá rô được bán rất nhiều trên thị trường, nhưng đa phần đã bị thương mại hóa, nghĩa là đã bị nuôi thả để bán. Do đó cũng có rất nhiều vấn đề cần phải lưu ý. Ô nhiễm này của các cái nhà máy hóa chất, nhà máy nọ, nhà máy kia, rồi cái nước sinh hoạt thải ra. Thế thì ta phải cảnh giác một chút đấy. Thế thì những cái độc như là arsen, như là chì, như là các cái kim loại nặng, con cá nó có bị ăn vào không? Đây là cái mà rõ ràng là nó có hai mặt. Một mặt là chúng ta phát triển được công nghiệp, phát triển được thành phố. Nhưng mà mặt thứ hai tức là chúng ta thấy cái mặt trái của nó là gây một cái ô nhiễm, mà ô nhiễm này nó ảnh hưởng cả đến con cá, mà với con cá thân thiết với con người như là con cá rô từ trước đến nay nó là rất hiền lành và nó là loại thực phẩm lành, nhưng mà cho đến bây giờ tôi thấy rằng cũng đều phải cẩn thận. Khi xã hội phát triển, đời sống đi lên, nhiều người chỉ chú trọng tìm đến những món sơn hào hải vị để thưởng thức. Cá rô đôi khi bị xem nhẹ, nhưng thực chất, đây là một loại thực phẩm không hiếm nhưng lại quý vì giá trị dinh dưỡng và tác dụng của nó không thua kém bất cứ một loại cá nào. Hơn nữa, nó còn dễ ăn, dễ chế biến và rất phù hợp khi ăn kèm với các món dân gian trong bữa ăn của người Việt.